Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm qua ba anh em mình đi sở thú rồi. Hôm nay đang dọn đồ vô vali để chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. Dọn đồ đi về thì nói dọn đồ đi về đi. Bị đặt cuộc hành trình này nọ. Chưa nói xong mày nhảy vô miệng tao nữa rồi. Chứ gì? Dọn đồ vô vali đi du lịch đây nè mày. Tao có ý kiến này nè. Hay là bây giờ ba anh em mình đi Suối Tiên đi. Cách đây khoảng 15 cây số hả? Suối Tiên nữa. Tôi đi mấy lần rồi. Kiếm chỗ khác đi. Suối Tiên hồi năm trước mình với Tiên Tony đi rồi mà các bạn. Không lẽ giờ năm nay tao đi nữa mày? Cái clip đó tao có coi rồi. Ở trong Suối Tiên có cái hồ bơi bự lắm mà tao có thấy tụi bay tắm đâu. Hồ bơi? Thì ở trong đó có con gái đúng không? Có chứ mày. Nhưng mà toàn mấy đứa nít 4-5 tuổi không mà nha. Vậy mày nói chi? Mày muốn đông vui á mà tắm chung với nhiều người lớn thì đi ra biển Vũng Tàu mà tắm. Vũng Tàu? Mà không được mày ơi. Thời điểm này Vũng Tàu đông người nguy hiểm lắm. Bây giờ tao biết chỗ này tắm biển được. Nó cách Sài Gòn khoảng 50 cây số thôi nè. Ý mày nói biển Cần Giờ đúng không? Đúng rồi. Cái chỗ đó nó còn hoang sơ với lại ít khách hơn Vũng Tàu. Thì chính vì hai yếu tố đó mới là thứ mình cần trong thời điểm này nè. Càng vắng càng tốt mày. Dạ. Ê mày đang làm gì chứ? Thì tao đang dọn đồ đi Cần Giờ nè. Con chơi gì nữa? Thằng này. Rồi, con nó tao kìa. Ừ. Con nó. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. Các bạn thấy không? Vậy mà mình nói nó trẻ trâu là nó tự ái. 2 hours later. Giới thiệu với mọi người, ba anh em mình đang trên đường rừng sát để tiến tới địa điểm đầu tiên đó là đảo khỉ. Đó, mình nghe nói ở cái đảo này rất là nhiều khỉ hoang dã luôn, để coi ra tụi nó quậy cỡ nào nha. Và địa điểm tiếp theo tối nay đó chính là chợ Hàng Dương. Cái khu vực này là gần tới Cần Giờ nha các bạn. Quan sơ ghê không? Đấy, thấy gì chứ tụi mình cũng sợ dịch lắm. Lúc nào vắng vắng mới dám mở khẩu trang ra. Sẵn mình quay trái dừa nước cho bạn nào chưa biết luôn nè. Đây. Cái này là cái vỏ thôi. Này là cái vỏ thôi nha các bạn. Cái ruột của nó giống như là trái thuốc nốt vậy đó. Đây mày cầm cái bụng lên nha chứ. Nặng chết đó. Nặng không? Nặng không? Nặng. Cỡ nhiều ký con bụng? Cái này chắc khoảng 7 ký ạ. Đây là quá trình chị gái lấy cơm dừa nước nha các bạn. À, một buồng có rất là nhiều trái luôn. Mỗi trái mình đều phải lấy rửa mình chặt ra rồi dùng muỗng nạo mấy cơm ra như thế này nè. Nó giống như là quả thuốc nốt vậy đó. Là muốn ăn dừa nước là mình phải thêm miếng đường đập đá bỏ vô. Đây là cái dừa nước nha các bạn. Mình ăn nhiều lần rồi nhưng mà vẫn thấy nó ngon nha. Cố mình nè nha. Rồi ăn thôi. Ba anh em mình tới đảo khỉ nha mọi người. Thì đi tới đây á, người ta sẽ phát cho mình mỗi người một cái cây như thế này nè, là để đập khỉ. Mấy con khỉ này nó gan quá các bạn ơi. Hồi nãy nó kéo cái vali camera của mình xem mất luôn rồi đó. Thấy không? Kìa, mới đi tới đầu đường thôi là hai đứa nè. Nó đi tới đây mục đích để làm gì? Hả? Lùa đó. Ê, uống nước nè con. Nè. Ôi, đó. Bạn thấy không? Nó chạy tới kìa. Đầu. Nó uống được nè, thấy chưa? Nó biết uống không? Uống kìa, nó uống kìa các bạn. Uống chứ. Nó cầm cam cho kỹ cũng được. Không mất tiêu à. Nó uống đó các bạn thấy không? Khôn quá. Hey cha. Rồi thôi đi tiếp đi. Mấy khỉ này nguy hiểm lắm các bạn. Mình đang cầm cam chứ ra phải cầm rất là chắc luôn á. Nó mà giật một cái là mất luôn, nó leo lên cây là không sao đâu, nó giật cái camera thì để mình chạy theo xin nó cái thẻ nhớ để lấy cái file ra. Đấy. Mày vô trong đây ít kìa, kìa trước có con kìa. Kìa đại thánh tới. Ấy. Bị lấy cái cây mày dứt nó cho tao chứ. Vô. Lấy cây dứt nó cho tao, tin tưởng mày. Tao hơi run rồi đó. Nó kéo nó ngọn nhau cái là tới cùng. Mày né lên cho tao coi. Tao mày né lên. Ủa cái đuôi cùng ngốn vậy? Chị, gà tại đây. Chị. À cái con khỉ này khỉ khác. Khỉ gì ông nội? Cái đít đỏ. Khỉ đít đỏ. À, khỉ đít đỏ. Ê, mày có đậu phộng không? Có. Đưa đậu phộng cho tao để tao cho nó ăn coi. Để tao lấy ra cho. Ừ. Lấy một lần một hai cục thôi, để em thôi là nó giật một cái là hết bịch luôn á. Đây. Nó tới. Này con, nè. Đó. Đấy ăn. Trời ơi. Gì lắm cái một hết cho mày, cho nhiều đi. Không, nó thấy tao cái là nó lại nó giật của tao. Chị cầm cây. Lùa nó ra. Mày cầm cây mày lùa nó cho tao coi. Từ bạn. Nè. Nè. Đây. Nè thấy nó chụp nào bạn. Nè con. Nè. Trời ơi khỉ. Tụi mình đang đứng ở giữa cái rừng khỉ luôn nha mọi người. Ở xung quanh tứ phía trái phải trên dưới trước sau đều có khỉ hết.
tay từ ở trong này khỉ một cháu nhóm. Cho tới khỉ ông nội bà ngoại đều tập trung đầy đủ ở con đường này hết. Quá trời luôn kìa, quá nhiều luôn các bạn. Đây nè, nằm nghỉ ngơi đó. Rồi đi đó. Chơi đó. Rồi cắn lộn rồi xì ba rồi massage chân đồ đầy đủ hết nha các bạn. Chí kìa. Ê, gia đình ba người cho ba hộp đậu phộng nè. Này con, nè. Rồi, ok. Rồi, gượt cắn lộn luôn vì ba hộp đậu phộng, huynh đệ tương tàn. Rồi, đi thôi. Quá trời, trong này nó nhiều rồi. Thấy vậy chứ nó cũng hiền nha các bạn. Nhưng mọi người phải lưu ý giúp mình một chuyện. Đi vô đảo khỉ là không được đội nón với lại đeo mắt kính nha. Nó sẽ gỡ của mình rồi nó chạy mất tiêu luôn đó. Với lại các bạn đừng có hù nó nha. Nó sợ là nó tấn công mình đó. Chứ đúng mình rồi. Không sao đâu. Có đồ đạc gì phải giữ cẩn thận. Hồi nãy nó giật cái túi á các bạn. Cũng may cái túi nó nặng. Nó leo lên cây không nổi. Thôi mất tiêu cái túi luôn rồi. Để mình sử dụng skill đá khí bóng cho các bạn xem. Sao tụi bay không có nào sợ táo chứ vậy? Thì do chiều rồi người ta đem thức ăn vào rải cho tụi nó ăn đó. Thành ra nguyên một đàn khỉ ở trong rừng này nè. Nó đều ùa về cái người cho thức ăn hết. Đó các bạn thấy men khỉ nó chạy xung quanh mình không? Coi đó. Ở trong rừng vậy chứ đâu có nhiều trái cây đâu mà cho nó ăn. Đúng cho rồi. Phải bổ sung thêm thức đúng ăn rồi. Cho nó nha các bạn. Thức ăn không đủ các bạn. Đó. Đó, nó chạy về cái hướng tất này hết. Tất cả khỉ trong rừng này luôn đều ùa về một hướng. Nó ùa về kìa. Về đây hết. Đó. Không biết bao nhiêu con mà nói. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái tình huống này luôn. Quá đông luôn bạn. One hour later. Lần đầu tiên đi vô đảo khỉ thấy men khỉ sợ quá đi. Nhưng mà điên họ quen. Thấy vậy chứ tụi nó cũng hiện khô à. Bây giờ tụi mình đi xe để ra ngoài cổng nha các bạn. Lấy xe rồi đi xuống. Tối nay mấy anh em sẽ tới địa điểm là Cần Giờ và mướn khách sạn ở đó ngủ qua đêm. Rồi sáng ngày mai đi tắm biển. Đó, Chí. Thấy ngày hôm nay đi đảo khỉ vui không? Nói cho bạn nghe coi. Vui. Vô trong đây cực kỳ mát luôn, thoải mái lắm. Cây cối quá trời luôn. Bạn nhìn nè, đó, đúng không? Cái môi trường rừng cây như thế này thì mới có khỉ ở chứ. Tạm biệt các bạn tại đây nha. Khi nào tụi mình mướn được khách sạn ở gần giờ thì quay tiếp cho các bạn xem. Giới thiệu với mọi người, đây chính là căn phòng mà tối nay ba anh em mình sẽ ở đây ngủ, sáng mai đi tắm biển. Đó, nó được thiết kế theo phong cách tối giản, rất là sang trọng và thoải mái luôn. Nhưng có một cái bất tiện, nó là bàn và ghế làm việc quá ít. Tối nay sao ba anh em mình ngồi làm việc rồi thì có gì đâu. Chính vì bàn ghế nó ít, đừng có một khoảng trống rất là rộng ở đây luôn nè. Mình nằm xuống cho các bạn coi. Lăn một vòng luôn nè. Rất là thoải mái luôn. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra chợ mua mồi đem về đây. Tối nay ba anh em mình quẩy. Cái gì nó nói đúng rồi đó Vinh ơi. Không chừng ta chừa cái khoảng trống này cho mình ăn nhậu rồi đó. Chí giờ đưa tao 500 ngàn đi. Mua mồi gì mà mỗi thằng hùng tới 500 ngàn chứ vậy mày? Không phải tiền đi mua mồi đâu. Chị mà gì? Là tiền đóng tiền phạt. Ăn nhậu trong phòng phụ thu 500 ngàn nè mày thấy không? Có vụ này nữa hả? Sao không có? Coi bộ căng rồi đó. Bà chủ đây kỹ tính rồi. Nhưng mà không sao. Bây giờ tụi mình đi ra chợ Hàng Dương mua đồ ăn rồi kêu người ta chế biến tại chỗ. Ăn ở đó luôn cho khỏe mày. Hay mày. Rồi đi, đi đâu? Rồi tắt đèn đi. Cửa mày tắt đèn vậy sao tao thấy đường mở cửa? Bạn của tao tắt đèn kìa. Tao kêu vậy thôi chứ không phải đợi tao lấy cái chìa khóa với mang đồ dép vô cái chứ. Tới chợ Hàng Dương nè các bạn. Mà sao nguyên cái chợ tao không thấy ai buôn bán gì hết trơn vậy mày? Hồi sáng mày nói tối nay dẫn tụi tao tới chợ Hàng Dương ăn hải sản. Mà sao bây giờ nguyên cái chợ có ba thằng bị sản đứng đây? Tao tới đây là lúc 6 giờ tối vẫn còn người bán mà ta. Giờ mày nhìn điện thoại là mấy giờ rồi? Coi 8 giờ rồi. Mày vẫn mặt với tao hả? Rồi bây giờ mày tính sao với cái bụng tao đây? Rồi chứ đói lắm rồi đó. Cái bụng tao cũng đói lắm rồi đó nha mày. Bây giờ chợ đóng cửa thì mình đi tới quán mà ăn có gì đâu. Đi mày. Rồi, cột hương nó bự dữ vậy trời. Ngon quá. Đồ ở Cần Giờ này nó tươi ngon quá các bạn ơi. Quất nữa kìa.
Còn nữa. Thôi chơi đã. Ba anh em tưởng được tối này chợ Hàng Dương mở cửa, nhưng mà ai ngờ đâu mở cửa từ sáng tới chiều không mà tối nay đóng cửa mất tiêu rồi. Giờ ghé đây ăn cái, về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai ra biển Cần Giờ tắm và sẵn bắt flycam quay lại mấy cảnh hay hay cho bạn xem luôn nha. Chắc là do dịch đó mà công nhận hải sản ở chỗ Cần Giờ này bự thiệt, ngon tươi quá tươi luôn. Trời ơi đã. Quá tươi. Ôi ơi, biết em chưa? The next day. Chào buổi sáng các bạn nha. Do cái đoạn đường từ khách sạn cho tới bãi biển Cần Giờ nó có mấy trăm mét à, cho nên ba anh em mình đi bộ luôn cho nó tiện. Anh em nhìn đi. Ôi, du khách đông dữ vậy. Phải công nhận số lượng khách du lịch ở đây đông tới nỗi khiến tụi mình phải ngập thở đó chứ hả? Hay da. Sao nguyên bãi biển có ba anh em mình như mày? Rồi giờ tắm không? Tắm thì xuống, còn không tắm thì vô khách sạn nghỉ ngơi. Không lẽ tới đây rồi không tắm, tao đem đủ đồ chưa nè. Cái này là gì mày? Này là xà bông cụt, chứ dầu ở đâu, cái lượt đó nè. Mày đi tắm biển mày đem mấy này theo làm chi? Thì đem theo tắm chứ làm chi. Thằng ơi, nước biển là nước muối. Giờ mày đi tắm biển xong rồi mày không tính lên tắm lên nước máy cho sạch thế vậy? Ủa anh? Thằng ơi, thanh niên này trời. Tắm biển nào không có biết. Rồi dẹp cái đó vô giùm tao cái đi. À, bãi biển Cần Giờ này á, thì người ta có rào nè các bạn. Trời ơi, Nghiêu còn sống luôn nha các bạn. Nè, có thịt luôn nè, thấy chưa? Quá trời luôn ơi. Đây nè, nhóc hết luôn các bạn. Còn sống, còn bình sống. Thường ở trong mấy chợ hải sản Nghiêu này bán cũng 40-50 ngàn ký nè. Giờ ra bờ biển Cần Giờ lụm như đồ bỏ luôn. Đây, quá nhiều. Còn bên đây còn mấy quá con nhiều. Nữa nè. Đó. Đây luôn, nhộng luôn. Có ốc nữa nè. Rồi con này chết rồi. Ở bộ hoàng gì đây? Tôi thấy cái gì đó sai sai ở đây. Sai vậy? Tụi mình ra đây để tắm biển mà, chứ đâu phải bắt nghêu đâu. Giờ mày nhìn cái bờ biển này nó dơ gì rồi sao tắm? Bây giờ có nghêu bắt nghêu đi, vậy em luôn mày. Nhìn nhìn cái chân của mình nè các bạn. Nè, đó, bước xuống biển cái vô là nó điên thui thù lụi vậy rồi. Giờ sao mày tắm nước được? Nước biển gì dám tắm không chứ? Mày muốn tắm tắm mình đi nha. Thôi tao không dám tắm luôn rồi đó. Lượm nghêu. Bắt nghêu đi. Ok, lượm nghêu. Đem về quê luộc ăn luôn các bạn. Quá trời luôn nè. Đó. Vậy lắm nghêu đi mày ơi. Được mấy con này nghe các bạn. Đây nè. Nhiều như vậy. Đây nữa nè. Ôi. Tụi mình tính đi ra đây tắm biển đó chứ. Ai ngờ đâu cuối cùng thành ra đi bắt nghêu luôn. Cái này không biết phải mùa nghêu không nữa mà sao nước biển nó đẩy nghêu vô bờ đầy hết trơn nè các bạn. Đó, dài tự đẳng lại đây khoảng 1-2 cây số luôn ấy mà nghêu quá trời trơn luôn, đầy đường luôn, ốc nữa các bạn. Cái này không phải vỏ nghêu nha, cái này là con nghêu thiệt luôn nha các bạn. Nó còn sống luôn á. Kìa, nước biển đẩy vô nữa kìa. Bắt về khách sạn thấy không? Thôi giờ lên trên ăn cái nhóc trơn luôn nè. Như cái này là cái vỏ nè. Đó, còn cái con này là nó khép lại cứng ngắc luôn nè, là nó còn sống nè. Đó, còn sống luôn nè. Đó, thấy không? Mở ra luôn đi, Đó, nào, lấy cái miếng thịt nghêu ra luôn cho bạn coi nè, đây nè. Để em thôi các bạn, nói toàn là vỏ nghêu không. Quá nhiều luôn. Nè nè. Thôi bây giờ lên ăn cái đi Vinh ơi. Rồi hai anh em đói chưa? Đói rồi, đúng không? Ừ. Rồi, giờ vô quán hải sản, mình kiếm gì ăn trưa một cái rồi đi về Đồng Tháp luôn. Đây. Tụi mình tắm biển lên rồi mới dám ăn trưa nha mọi người. Nếu mà mình ăn no rồi xuống tắm á là sóng biển nó đấm mình mất thở luôn. Yếu trong người là ói luôn nha. Đi biển là phải ăn hải sản. Các bạn nhìn nè. À, ba con ghẹ siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ tụi mình sẽ xử nó trước. Chút xíu nữa tới cái lẩu cá cam. Ba con ghẹ mà tới 1 ký biểu sợ không bự cho được.
Ơi các bạn đi tới biển á mà không ăn hải sản là sai lầm nha. Mấy anh em ăn cho no đi, xong rồi mình về phòng dọn đồ rồi về quê luôn. Ok, rồi. Bẻ cho mày cái càng nè. Cho tao một cái càng đi chứ. Nó bự ra. Đưa đây, đưa đây. Đó. Bự quá các bạn ơi. Vậy là khép lại chuyến du lịch đi Cần Giờ lần này của tụi mình đó các bạn. Tính ra tao đi chơi chưa có đã gì hết trơn. Phải chi thêm mấy ngày nữa hả mày? Tụi mình đi chơi hai chỗ vậy được rồi, về còn lịch quay với mấy đứa nhỏ nữa. Mà tụi mình sống dưới quê một thời gian, quen không khí đây rồi. Lên Sài Gòn có mấy ngày mà ngột ngạt quá. Ê, vậy chừng nữa hết ngột ngạt, mày dắt hai đứa tao đi chơi nữa ha. Các bạn thấy clip này hay á, thì hãy bấm đăng ký kênh, bấm like và ấn vào cái chuông thông báo để ủng hộ bọn mình nha. Dạ còn thì... bây giờ thì tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn, bye bye. Bye bye. Thức ăn chủ yếu là cỏ, nó hiền ha. Diễn ra quanh năm, mang thai 16 tháng. Trời sinh ơi. Con một lứa à, bởi vì nó gần tuyệt chủng phải rồi. Ok, đây, qua bên đây coi thử sớm coi. Sớm giờ tao đi tới cái chuồng này á, là nó thúi nhất luôn á. Dạ, chứ cái tướng của nó bày lớn đó, mày nghĩ coi nó ỉa ít hả mày? Trời ơi, nó bự kìa các bạn. Hai cái sừng luôn. Hai cái sừng, một cái sừng nhỏ, một cái